Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta. Một tin hot vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng là 10 tỷ. Và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online thì Ngọc Trinh trình báo bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng là 10 tỷ đồng tại căn nhà ở thành phố Thủ Đức. Công an thành phố Thủ Đức đang xác minh đơn trình báo của Ngọc Trinh để làm rõ. Và cụ thể thì vào ngày 30 tháng 3, một nguồn tin cho biết thì Ngọc Trinh vừa trình báo công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về một vụ việc bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị cao. Và theo nguồn tin này thì tài sản Ngọc Trinh trình báo mất cắp là một bộ sưu tập đồng hồ tại căn nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Và số tài sản mất rất lớn và công an thành phố Thủ Đức đang lập hồ sơ chuyển giao cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Và Ngọc Trinh tên thật là Trần Ngọc Thị Ngọc Trinh, 31 tuổi, quê ở Trà Vinh. Cô là người mẫu ảnh diễn viên được nhiều người đặt cho biệt danh là Nữ Hoàng Nội Y. Và đó là thông tin ngày 30 tháng 3. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích với anh em thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ và một comment để cho biết ý kiến của anh em ở dưới video của tôi. Và hãy nhớ ấn đăng ký và chuông và chia sẻ và like để theo dõi những thông tin mới nhất về vụ việc này của Ngọc Trinh. Tôi sẽ cập nhật hàng ngày, hàng giờ, hàng giây cho anh em theo dõi thật là nhanh. Tạm biệt anh em. Chúc anh em một